안녕하세요. KXS를 이끌고 있는 박재희입니다. 새해 인사드립니다. Hello, this is Jeff, in charge of General Director from HFR KXS Vina. I wanna say to greeting and welcome to KXS Vina. Business Support Team rất vui được gửi lời chào đến mọi người. Hãy cùng làm quen với các thành viên khác trong công ty mình nhé. Xin chào mọi người, mình là Zeo. Mình sống ở Việt Nam hơn 1 năm rồi. Mình hy vọng gia đình của mọi người hạnh phúc và sức khỏe. Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại nhé. Bye bye. Xin chào từ Việt Nam. Tôi tên là Vinh. Tôi là một thành viên của công ty HFR KXS Vina. Năm 2020 là một năm rất là khó khăn với tất cả chúng ta. Và nhưng mà năm 2020 đã sắp qua rồi. Tất cả các thành viên của HFR KXS Vina đang rất nỗ lực để chuẩn bị cho một năm 2021 thành công và tạo dấu ấn của HFR trên thị trường quốc tế. Năm mới sắp đến, chúc tất cả các thành viên của HFR nhiều hạnh phúc và sức khỏe. Chúc mừng năm mới, Happy New Year. Hi, 안녕하세요. Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Sơn. Mình là Software Engineer ở HFR KXS Vina. Mình đã làm ở đây được 2 năm rồi. Năm mới chúc mọi người mạnh khỏe, thành công và không Corona. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nghĩa. Mình đến từ HFR KXS Vina. Mình là kỹ sư phần mềm, hôm nay mình 30 tuổi. Năm mới sắp đến, chúc tất cả mọi người thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và an toàn. Happy New Year. Xin chào tất cả mọi người, mình là Công, mình là kỹ sư phần mềm tại HFR KXS Vina. Nhân dịp mà sắp sang năm mới, mình chúc tất cả mọi người được thật nhiều hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Chúc cho công ty chúng ta sang năm sẽ đạt thêm được nhiều thắng lợi mới. Chúc mừng năm mới mọi người. 안녕하세요, 박재희입니다. 2020년은 전 세계가 유례가 없는 전염병으로 개인과 사회 그리고 기업들이 많은 어려움이 있었습니다. 베트남도 예외는 아니었습니다. 하지만 베트남 구성원과 한국 주재원들은 위기가 기회라는 신념을 갖고 어려운 상황에서도 HFR KR KXS Happy New Year! Happy New Year!